trong khuôn khổ hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 14 tại Nam Ninh, Trung Quốc, vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương và vụ đầu tư Ủy ban Phát triển Cải cách Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức hội nghị kết nối dự án hợp tác năng lực sản xuất Việt Nam-Trung Quốc với sự tham gia của 150 đại diện bộ ngành, tổ chức tài chính và doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Với vai trò là đơn vị chủ trì lĩnh vực hợp tác năng lực sản xuất của phía Việt Nam, đại diện vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương đã đánh giá vai trò và cơ hội của thị trường Trung Quốc trong hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời cho biết hợp tác năng lực sản xuất là tiềm năng quan trọng hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp Trung Quốc đang và sẽ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện vụ đầu tư, Ủy ban Phát triển Cải cách Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, hợp tác năng lực sản xuất là hợp tác quan trọng nhằm tăng cường định hướng cho doanh nghiệp hai bên, cùng nhau nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới, trọng điểm phù hợp với nhu cầu và lợi ích của cả hai nước. Thông qua hội nghị đã bước đầu xác định các dự án cụ thể về năng lực sản xuất cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.